thân gửi Cooler Master. Từ ngày nhìn thấy chiếc cây sticker đấy, em không thể nào ngủ được. Hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ gửi đến cho em. Em cảm ơn. Oh my god. Và đây là chiếc vỏ cây Sneaker X của Cooler Master. Và anh em biết ấy, thì trong cái cuộc thi Case Mod 2020 của Cooler Master ấy, thì gọi là một modder GMDF đã tạo ra vỏ cây này đẹp vô cùng anh em ạ. Và từ ngày đấy thì mình cảm thấy ui, sao nó lại có thể có người tạo ra một cái sản phẩm tuyệt vời như thế nhở. Thế nên là hôm nay mình sẽ cuối cùng thì mình cũng được đụng chạm vào nó. Mình đã được chạm vào nó một lần rồi ở Computex, nhưng mà lúc đấy thì Cooler Master bảo là chúng tôi sẽ bán cái này kèm với cái bộ máy tính giá khoảng tầm 100 triệu. Mức giá đấy thì anh em chắc chắn là không ai mua rồi đúng không? Mà đặc biệt là anh em muốn được modding, tự cài, tự lắp, tự chế, tự cháo để ra được một chiếc này. Và Cooler Master đã nghe lời anh em rồi. Chúng ta đang có ở đây đó chính là chiếc Sneaker X này, phiên bản thương mại. Và hiện tại chỉ có 10 chiếc nhá, hai ngón tay nhá, không phải 95 nhá, 10 chiếc trên toàn Việt Nam này. Nếu mà anh em muốn hút thì phải ngay đi. Còn bây giờ thì mình xin phép được review này nhá. Rồi, thì về cái cấu trúc, về cái gọi là thiết kế thì chúng ta sẽ có thể thấy nó được mô phỏng một chiếc giày đẹp vô cùng anh em ạ. Cái giày này nó là cái form giày như kiểu là giày Air Max à? Cái gì? Jordan đấy, giày Jordan một chút. Nó sẽ có phần đế này, đấy, rồi có phần ở trên này. Và nó được mô tả được 100% cái vẻ đẹp của một chiếc giày. Đặc biệt nữa, để kết hợp với cả XX với cả gọi là cái máy tính ấy, thì nó có thêm cả cái này. Mình không biết sao lại còn thêm cả gọi là giảm sóc ở đây là gì. Cái máy này nó có đâu đi lại đúng không? Mặc dù là cái cây này cũng nặng đấy, rất là nặng đấy. Thì cái này nó chỉ gọi là một cái thiết kế cho nó đẹp đẽ một chút thôi. Tất cả những phần ở trên đây thì anh em thể sờ thấy đều là nhựa hết. Nhưng mà để có thể có một cái lớp nhựa đẹp như này, đây đều là nhựa ABS nhá. Một lớp nhựa đẹp như này thì Cooler Master đã cố gắng thiết kế để cho đẹp nhất, sơn một cái đẹp nhất và tạo nên những đường gọi là mượt và mà đến dương vô cùng thế. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc quạt RGB này. Ở khu vực này chúng ta sẽ có đèn RGB này. Và ở hai bên hông thì sẽ đều là nút nguồn anh em nhá. Còn có một đặc điểm đặc biệt ấy, lý do tại sao mà em này là đến tận 30 triệu. Bởi vì sao? Em này sẽ đi kèm một nguồn FX và một cái tản nhiệt nước 360 luôn. Đấy. Nói chung là anh em mua cái vỏ cây này chỉ cần mua đúng cái nội tạng thôi, còn tất cả những thứ khác ấy không cần làm gì, chỉ cần gắn vào đây là hoàn thiện rồi. Để gỡ ra ấy thì chúng ta đầu tiên là anh em giống như kiểu anh em bảy giây thôi mà, thì anh em phải mở cái này được không? Đây. Bỏ ra này thì ra ra một cái phần nắp. Phần nắp đây. Phần nắp này thì chúng ta sẽ làm bằng nhựa này và có thể lấy ra dễ dàng, bửa ra dễ dàng này. Khá là cứng cháp này. Và ở đây sẽ là một cái phần acrylic nhá. Trước đây thì cái con main nó sẽ nằm ở dưới này để nhìn thấy hết này, nhưng mà Cooler Master muốn thiết kế cây để cho lắp được mọi thứ nên là họ đã thiết kế lại. Và trên đây chúng ta sẽ có cái logo của Cooler Master này, cái này quá quen thuộc rồi. Và phần này như kim loại hay sao ấy. Và phần base của cả cái cục này ấy, thì làm bằng kim loại anh em nhá, để cho có một cái base rất là chắc chắn. Tháo được phần trước rồi, chúng ta sẽ cũng tháo được phần sau luôn. Đây, tháo phần sau thì như nào? Lại cũng có ốc. Ốc vân ếch ra. Tháo ra như bình thường luôn anh em. Đó, tháo ra phần đằng sau này. Và chúng ta sẽ hở ra phần đằng sau. Phần đằng sau đây thì chúng ta sẽ chứa được cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có khe của cam màn hình này. Đấy, khe của cam màn hình này. Thứ hai nữa là cái khe để cho anh em để main này. Tức là đặc biệt những con main nào mà có cái blade cái giáp đi kèm ấy thì đúng là mê ly luôn, không còn phải suy nghĩ nữa. Ở bên dưới đây chúng ta sẽ còn có một chiếc có tên là một cái lỗ để anh em có thể cài nguồn vào. Và em này thì là cài sẵn rồi nhá. Chúng ta sẽ được cho phép để một chiếc SSD này ở đằng mặt trước này. Đấy, ngay đằng mặt này này. Và mình không biết tại sao nhá, mình không biết tại sao này. Đây. Nếu mà anh em nhìn vào kỹ phần này thì anh em sẽ thấy là ở đây nó có một cái rát. Nó vốn là có một cái rát, đúng rồi, 360 chạy suốt dài đến đây, đúng không? Nhưng mà lại có một cái ống nữa ở đây, nó luồn vào đây. Không hiểu là đây là gì nhỉ? Thêm khối lượng nước hay sao, hay là làm cái gì mà Cooler Master lại thiết kế thế này? Đấy, mặc dù đây là hai cái ống để đi vào CPU rồi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà tự dưng lại có một cái lỗ nhỏ vào đây. Đấy, để có gì mình lắp xong mình tìm hiểu, mình hỏi Cooler Master xem là như nào nhá. Có, chúng ta có thể thấy là cái phần logo Cooler Master này cũng bằng kim loại này và được bá vào đây rồi này. Và chúng ta có thể mở cái phần này ra để nhìn thấy rõ được cái phần gọi là mainbook của chúng ta. Và cái dây ấy, tức là cái dây của cái con tản này thì đã được bó kín, bó chắc, bó giữ, bó chặt ở phần dưới của nguồn rồi. Và mình đang thực sự hơi lo ngại khi mà không biết rằng chúng ta có lỗ để có thể cắm dây nguồn vào không. Nhưng mà tính 30 triệu mà bỏ mất cái đồ đi thì nó cũng chỉ có mất chục triệu đúng không? Mất tầm chục triệu là còn 20 thôi. Vậy là lõi là 20. À không, riser nữa, riser thế phải là
con này không có riser này, không không đấy. Con riser này chỉ tầm củ rưỡi thôi, củ rưỡi là cao ấy, là cao rồi. Là thì nó cũng có base bùng riser gen 4 nha anh em nhá. Em nguồn này thì là em nguồn SFX 850W anh em nhá. Đây, Cooler Master nguồn này thì quá quen thuộc rồi. Em này thì rất tiếc là không được nâng cấp lên phiên bản. Ơ, có ấy. Có anh em ạ, có. Mình đang định bảo là em này có cái đâu mà làm gì có dây 12 pin. Có nha anh em nhá, có này. Đây, em này có dây 12 pin này. Nhưng em vỏ cây này cho phép gắn cạc cao nhiều lắm, là hơn 300mm một chút thôi. 307 hay 308 ấy, mình không nhớ lắm, nhưng mà khoảng tầm 30cm thôi. Và số lượng cạc sử dụng dây 16 pin này mà 30cm ấy hơi ít. Mình đã thử cố gắng lắp cạc 4090, thử xem cạc 4080 hay là thử cạc 4070 Ti đi, cũng rất là ít cạc có thể vừa được với kích cỡ này. Và hôm nay thì mình dùng một em gì nhỉ, hình như là 4070 hay sao ấy. Tí nữa cùng thử xem nó có gắn được vừa không nhá. Rồi, vậy thì đã xong với nguồn này. Chúng ta sẽ có một cái khối tản nhiệt đây. Nếu mà bây giờ bỏ cái này ra ấy, thì anh em sẽ để ý rằng là quen thế nhở. Bởi vì đây là một cái tản rất là quen thuộc của Cooler Master. Em này mình nhớ hình như là ML360 hay sao, không phải phiên bản 2, hình như phiên bản 2 thì phải. Và em này thì xoay được thoải văn mái này. Và hiệu năng tản nhiệt của em thì cũng tương đối là ok. Có thể tản được những chiếc CPU như là i7 đến i9 thì hơi khó, nhưng mà i7 thì khá là ngon rồi. Và em này thì cực kỳ là thoải mái. Nhưng đến bây giờ mình vẫn không biết tại sao nó lại có cái ống này nữa, trong khi cái phần này hình như còn không bửa ra được, hơi khó. Nhưng mà thế này là có thể lắp được rồi đây anh em ạ. Đến khoảng khắc này là chúng ta có thể lắp được rồi một cái bộ máy. Phải công nhận nếu mà lắp xong cái bộ này thì mất có mấy phút rồi. Chắc 20 phút là cùng. Tuy rằng chiếc máy này rất to, rất cồng kềnh, rất xịn, nhưng mà thực ra thời gian lắp và cái thiết kế cây ấy nó rất là tiện lợi, dẫn tới việc là anh em cực kỳ dễ lắp. Mình sau khi mà mình nhìn, tức là nhìn sơ qua một chút, thì mình nhận thấy rằng là có vẻ như là Cooler Master, mình định lắp rồi nhá. Nhưng mà mình nhận thấy rằng có vẻ như là Cooler Master họ đã thiết kế một cái vỏ cây không có đinh tán. Tức là không có đinh tán, tức là nó sẽ không có một mảnh ghép nào là không thể gỡ được. Tức là bây giờ mình có thể bung hết cái này ra, mở toanh toanh ra và ra được từng thành phần nhỏ một. Sau khi mà mình đã tháo bét ra ấy, thì mình nhận thấy rằng là cái vỏ cây này cực kỳ là chắc chắn. Tất nhiên cái những phần ngoài của nó đều là ABS cả, nhưng mà ở bên trong anh có thể biết được rằng là chắc lắm, cứng lắm. Nó có tận 2 layer, tức là 2 lớp để chúng ta có thể gọi là, nếu mà bây giờ anh em muốn bật cả ra ấy, thì anh em phải tháo một lớp nữa và sẽ còn một lớp đáy nữa. Cực kỳ là cứng, cực lề là chắc luôn. Mà mình đoán thì đây chỉ là thép, nhưng mà thép này thì ok, sơn cực kỳ là mượt mà. Cái thành phần ấy thì mình phải công nhận là nếu bây giờ anh em mua cái vỏ cây này mà anh em quyết định tháo ra và modding nó thì vô cùng đơn giản, bởi vì mọi thứ đều có thể gỡ ra được, mọi thứ đều có thể tháo ra được. Lúc đầu mình mở ra rồi mình khá là khen kiểu oh wow, trời đất ơi, nó có thật là ba kích cỡ để chúng ta di chuyển lên xuống như này. Nhưng mà xong rồi mình nhận ra là PCIe một chỗ, hết câu chuyện. Thế chứ không biết là cái thanh PCIe có thể nối được lên trên phần trên này không, nhưng mà thực sự mà nói, PCIe đè kèm lên trên với cả kim loại thì mình hơi sợ. Nói chung là ấy, em này thì có nhiều phần thông minh, nhưng mà cũng hơi có một chút phần nữa là chưa được thơm tho cho lắm. Nhưng bây giờ hãy cùng mình lắp nó vào nhá. Ok, vậy là cái chiếc máy tính dày, chiếc Sneaker X của mình đã hoàn thiện rồi. Và phải công nhận nhá, đẹp thật, thực sự rất là đẹp luôn. Nó sẽ có những cái phần đèn LED ở phần hông này, phần rìa này, ở phần quạt này. Đó là LED có sẵn rồi, không làm gì nhá. Và có cả phần LED ở dưới đây nữa, LED gầm ở đây nữa. Nhìn trông khá là hoành tráng và sành điệu.
ở phần đáy của quạt cũng có led anh em nhá. Tức là nếu mà bây giờ anh em để trên bàn mà nó cùng ngang với cả tầm của anh em ấy, thì anh em sẽ vẫn nhìn thấy cái led gầm của cái bộ quạt, ba cái quạt trên tích tản nhiệt nước trong này, rất là đẹp. Nhưng đẹp thì nó không có nghĩa là không có điểm xấu. Công nhận là nó đẹp thật, thiết kế tuyệt vời thật. Mọi thứ, mọi tấm lớp đây sờ rất là mịn màng và cực kỳ là đẹp đẽ luôn. Thiết kế rất ok, cứng cáp, cái xương cứng cáp nhá. Thế nhưng mà có những điểm xấu như sau. Thứ nhất này, về vấn đề tản nhiệt. Bởi vì đây là một chiếc tản nhiệt ML360V2 của Cooler Master, cái này là mình nhớ thế thôi nhá, thì nó sẽ có một cái đường dài ống nhất định rồi. Thành ra khi mà mình gắn vào rất là khó. Nếu mà cuộn ống lên trên vướng nguồn, để ống xuống dưới cũng vướng nguồn. Chỉ có để ống ngang sang và chạm vào RAM thì lúc đấy cái máy của mình có thể gắn nguồn được vào. Mà trong khi đó cái dây của nó vẫn dài quá, một dây dài, một dây ngắn quá, dẫn tới việc là làm sao? Cái này nó rất là khó để lại phải đẩy một dây lên, đẩy một dây xuống, cực kỳ là khó chịu. Cái vấn đề thứ hai ấy, đây, để mình chỉ cho anh em xem nhá. Đây, thứ hai này. Vấn đề thứ hai đó chính là cái chỗ ốc nguồn đây. Thì cái ốc nguồn này có vấn đề gì? Vấn đề của nó làm là nhá, để mình có thể gắn cái nguồn này một cách mượt mà, chuẩn, chỉnh, xịn sò nhất ấy, thì mình đã phải gỡ cả cái tấm này ra. Gỡ tấm này ra thì có vấn đề như nào? Là khi mà mình cho nguồn vào rồi đúng không? Thì mình sẽ không thể nào gắn cái ốc này được. Bởi vì anh em mà nhìn này, ống nó đã đè lên trên cái ốc này, nguồn nó đè trên cái ốc này, thành ra mình không thể gắn được, rất là khó. Và thành ra đây, cái này vào đây, đấy, cũng đang lay. Mình không biết là bây giờ xử lý kiểu gì để có thể để ốc được như thế vào. Và mình hy vọng là Cooler Master có câu trả lời cho các người xem và những người mua tiếp theo. Và cùng thì là lỗi của ai? Lỗi của mình. Thì mình đã xin mãi, mình xin hoài, mình xin vô cùng ấy, mình mới mượn được một chiếc, đó chính là chiếc H, một chiếc Main ETX, và nó là H610. Thành ra là nó không hề có led anh em ạ, không có cổng led 5V để mình có thể gắn tản này, gắn đèn led ở hông này và đèn led ở viền này, đèn hết quạt này, các kiểu. Dẫn tới việc là máy của chúng ta không thể nào đạt được mức đẹp nhất được. Mình rất xin lỗi anh em bởi vì lỗi này, lầm này của mình. Và nếu mà mình sau có cơ hội được sở hữu chiếc vỏ này, hay là có cơ hội được lắp lại chiếc vỏ này, thì mình sẽ hoàn thiện nó tốt hơn. Bởi vì ấy, em vỏ này chỉ có 1 trên 10 thôi anh em nhá. Tức là trên toàn cái đất Việt Nam này, dưới showroom Hakonger là chỉ có thêm một chiếc nữa thôi. Và toàn đất Việt Nam thì chỉ có tổng cộng là 10 chiếc. Đấy. Nếu mà anh có hứng thú với cả cái em vỏ cây này ấy, thì ở dưới link của Hacom, ở dưới showroom Hacom sẽ trưng bày một em. Đây chính là em này nhá. Còn nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với những nội bộ bên trong ấy, thì hãy bấm vào những link mua đồ. Còn đâu thì cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp lại anh em tại video sau.